nồng 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 châu sầu khế, nồng sâu trào khế. Còn cái này là không biết là thịt đâu, dưới cái tàu cũng lố cũng một đống đấy, cái là thịt vịt đấy, chút ăn vịt thôi. Còn cái này là nước trong veo, nước ở vùng cao trong veo này, thả cá ngay thế này chạy ra biển không. Còn cái này là bọt cọp đấy, để cho rau mỡ rửa ra thôi. Đấy, đi cái đồ lên xong rồi chuẩn bị cái gì sao làm món gì thế đâu, chẳng có lòng đâu sao thế. Cái này là món món của con lợn, để chuẩn bị làm nem chín nha các bác nha. Các bạn ạ. Cái này là lòng cháo chà khế. À tiêu được cơ. Lòng cháo chà khế nha các bạn ơi. Món lòng cháo chà khế này. Các bạn có được ăn lòng cháo chà khế ở vùng cao chưa? Đây là cái gì? Đây cho muối nha. Đây là cái gì nha. Bây giờ bạn hãy cho đồng một tí cho nó bỏ bỏ cái này đi con. Mình đi. Chúng ta đi ăn đi chỗ. Đúng rồi. Rồi, chứ.